cũng khoảng một tiếng. Một tiếng ạ? Trong vâng. Một tiếng. Vâng, thế là nhà bạn đã có một bữa cơm rất là ngon. Vâng, vâng, thế thôi ạ. Anh có cần kể chi tiết không ạ? Mọi người có muốn nghe chi tiết không ạ? Chi tiết luôn. Chi tiết luôn. Bây giờ tôi đề nghị anh là hãy lên một cái thực đơn có đầy đủ chất dinh dưỡng trong một bữa cơm mà anh có thể đạo diễn. Thế thì cũng khó nhưng mà cũng làm được. Thì thường ấy, mình đi làm ấy, hiện nay ấy, ở nhà ấy, thì mẹ mình cũng yếu rồi. Mà cụ cũng phân công là có hai con trai thì mỗi người, một người làm thứ ngày lẻ thì một người làm ngày chẵn. Được cái là rau cỏ thì cụ mua sẵn ở nhà. Về nhà thì chỉ có thổi cơm thôi. Nồi cơm đĩa thì cơm điện rồi. Đúng thế, không có gì, đâm ra là rất nhanh. Rau thì đổi trưa thì ăn rồi thì tối thôi, đổi cái khác. Các cụ đảo rồi, các cụ lo ra rồi, chỉ có là nấu nướng, rửa bát rồi là lau chùi các cái đấy. Tôi thấy cũng mệt đấy nhưng mà vẫn phải làm thì cũng không ai làm cả. Điều đó, thường thì, vâng. Thường thì mình làm cũng chỉ đơn giản, bữa cơm bình thường thì như bao nhiêu gia đình thôi. Cũng cái tài khoản ấy, chi tiêu nó có hạn hẹp nên là các cụ cũng mua hộ, không có thì mình mua, lĩnh lương về là cũng mua luôn, không có ngại gì cả. Kể cả đi chợ. Đi chợ luôn ý, có gì đâu. Đi chợ là bình thường, không có gì cả. Mà đi chợ lại đâm ra hay, vì mình lại hay thiên về cái món ăn mà mình thích. Đấy, thế đâm ra. Cũng chỉ một bát canh rồi rau luộc, cà pháo, cà phiếc rồi. Rồi thịt rán hoặc thịt luộc hoặc là trứng băm. Đấy, đại khái là mình cũng thao tác một loạt các cái đoạn đấy. Mình nghĩ là cũng chắc là cũng đủ dinh dưỡng. Là vì tớ thấy mà. Vâng, được rồi, cảm ơn bạn. Bạn đã lên một thực đơn rất là ngon lành. Và đến tận bây giờ trước khi dẫn chương trình này tôi cũng chưa ăn gì. Và tôi cảm thấy rất là đói. Vâng. Điều đó chứng tỏ rằng là bạn đã nói rằng công việc dọn dẹp, rửa bát, nấu cơm, lau chùi là rất vất vả. Và điều đó chúng ta cảm thấy rằng là các anh này, không, các chị thì đúng hơn, các chị, các mẹ và những người phụ nữ chuyên làm những công việc đó thực sự là họ rất vất vả. Và tất cả chúng ta hãy thử làm xem công việc họ vất vả.